Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự đêm tưởng niệm 41 năm Quốc khánh 30 tháng 4 75 cùng với chủ đề vai trò tôn giáo trước hiện tình đất nước và phần phát biểu tiếp theo của Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, Úc Châu. Một số quý vị lớn tuổi ở đây đã từng trải qua thời kỳ Việt Minh vào những năm sau đại nhị thế chiến ở Bắc Việt. Đức Giám mục Lê Hữu Từ, đây là hình ảnh Đức Giám mục Lê Hữu Từ, thưa quý vị anh chị em, nhất là quý vị anh chị em nào lớn tuổi rất quen thuộc với ngài. Ngài đã có thời lập ra khu Bùi Chu phát diệm tự trị với cả một đội ngũ vũ trang tự vệ công giáo chống lại chính quyền Việt Minh do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo, thưa quý vị. Đối với ngài cũng như rất nhiều giám mục miền Bắc trong thời kỳ đó, họ đã không ngần ngại dấn thân cho quê hương và có thể nói vượt quá cái ranh giới thông thường của đạo và đời, tôn giáo và chính trị. Hôm nay hay đêm nay, thưa quý vị, khi chúng ta tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 cách đây gần 41 năm, tôi không có ý hoài niệm về một quá khứ mà nhiều người trong thế hệ cha anh rất tự hào về một giáo hội Việt Nam đã dấn thân, đã quả cảm. Tôi càng không có ý cổ võ một con đường chống đối bạo động dù với chính thể cộng sản vô thần. Tuy nhiên, khi lấy cuộc sống sung mãn của con người, lấy con người làm mẫu số chung, thì thưa quý vị, chúng ta không thể mặc nhiên để sự ác hoành hành trong chế độ, trong xã hội. Sự ác này không những thể hiện nơi cá nhân hay đoàn thể, nhưng tôi cho rằng sự ác lớn nhất đang hoành hành trên đất nước của chúng ta hôm nay chính là tà quyền và hệ thống chính trị đưa con người vào chỗ bế tắc hoàn toàn. Và tôi cho rằng chỉ có một Việt Nam hết nô lệ bởi ý thức hệ cộng sản, hết trói buộc bởi cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, hết bị xiềng xích bởi cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa thì mới có thể vươn mình đứng dậy. Tôi cũng xin mở ngoặc ở đây để nói về những lời phát biểu được coi là rất là đột phá của một số đại biểu tại Quốc hội, gọi là Quốc hội Cộng sản nhưng mà thực là Quốc hội Bù Nhìn, như quý vị cũng biết, như là ông Trương Trọng Nghĩa hay là ông Dương Trung Quốc mới đây có những cái phát biểu rất hùng hồn. Họ mạnh dạn lên tiếng về tình trạng không an toàn về pháp lý, về các quyền tự do dân chủ không bảo đảm, không đầy đủ, để lo sợ đất nước bị lệ thuộc, vân vân. Thế nhưng ngay cả những cái đại biểu phản tỉnh này vẫn còn luẩn quẩn trong cái chủ nghĩa xã hội. Họ chưa có can đảm, thưa quý vị, để nói lên cái cội rễ của sự bế tắc toàn diện. Thậm chí họ còn thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh trong những cái phát biểu của họ. Bao lâu còn bị nô lệ bởi ý thức hệ cộng sản, bấy lâu đất nước sẽ không có lối thoát. Chỉ khi không còn cái quái thai, không còn cái quái thai, thưa quý vị, do ông Hồ Chí Minh sinh ra và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng, thì dân tộc chúng ta mới ra khỏi cơn ác mộng. Trong cái cuốn gọi là Chứng từ của một giám mục mà các bác trong nhóm Diễn đàn Giáo dân đã xuất bản cách đây vài năm, người đọc có cảm tưởng tìm được một bó đóa hoa sen tinh khiết lừng lững vươn lên giữa bùn lầy dơ bẩn, sống qua những biến cố hãi hùng nhất khi Việt Minh cướp chính quyền, thanh trừng nội bộ, cải cách ruộng đất, chủ trương bạo động cách mạng, di cư năm tư, xâm lăng miền Nam, vân vân. Giám mục Lê Khắc Trọng luôn có cái nhìn sâu sắc để nhận biết hư thật trong cái chế độ giả dối tuyên truyền. Quan trọng hơn nữa, ngài luôn giữ lập trường không thỏa hiệp và không nhượng bộ trước những âm mưu khống chế và lợi dụng tôn giáo của cộng sản. Thái độ dứt khoát của ngài về cái tổ chức tiền nhân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thưa quý vị, đó là một điều tiêu biểu. Nhưng buồn thay, thưa quý vị, những năm gần đây, tiếp theo chính sách đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì một phong trào tô điểm cho chế độ với những nới lỏng về kinh tế, tôn giáo, du lịch, vân vân được tuyên truyền rầm rộ. Thực tế thì thế nào? Đó chỉ là sự đổi mới giả tạo, một cái kiểu sơn phết bên ngoài, trong khi cả hệ thống chính trị như căn nhà đã mục nát từ bên trong cái nền tảng của nó.
thì theo chính sách đổi mới này, các tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành vân vân thì đã được hưởng một số tự do, gọi là trong cái chính sách là tự do xin cho của chế độ. Vì thế gần đây chùa chiền, nhà thờ, dòng tu, trung tâm hành hương vân vân cứ như trăm hoa đua nở trên khắp nước. Thậm chí có những nơi người dân sống thật cơ cực, nhưng nơi thờ phượng thì thật sang trọng. Nếu là một du khách vào Việt Nam thì họ sẽ ngạc nhiên khi thấy các nhà thờ hay chùa chiền xây lên với mức khá kỷ lục. Những khu công giáo di cư như là Hố Nai Gia Kiệm, nơi tôi sinh ra, người ta có cảm tưởng là có một phong trào xây và tu bổ nhà thờ. Lại nữa, họ sẽ thấy các sinh hoạt tôn giáo như là rước sách, lễ hội, hành hương vân vân thật là đông đúc, thật là năng động. Có nhiều đứng bậc còn chế giễu những ai chỉ trích chế độ là chúng ta phải cảm ơn Cộng sản. Chúng ta phải cảm ơn Cộng sản vì họ đã làm ơn cho giáo hội. Thật là mỉa mai, thưa quý vị. Tôi không có ý chỉ trích việc xây sửa nơi thờ phượng. Tôi cũng không phê bình việc tổ chức các lễ hội hay rước sách trọng thể. Nhưng nếu chúng ta chỉ đo lường sự năng động của giáo hội qua những sinh hoạt thuần túy công giáo, thì tôi e rằng đó là một cái sự thẩm định phiến diện. Truyền thống đức tin công giáo luôn gắn liền với công bình xã hội, nhân bản của con người, lợi ích chung và các giá trị căn bản. Nếu chúng ta có nhiều nhà thờ này, nhiều chùa chiền này, chúng ta có nhiều người đi lễ hội này, thậm chí nhiều linh mục, nhiều tu sĩ mà chưa làm mối men cho cái tiến trình công lý hóa cho xã hội, chưa dấn thân cho việc phục hồi nhân phẩm con người, lợi ích chung và các giá trị nhân bản, thì thưa quý vị, tôi cho rằng chúng ta, giáo hội chúng ta chưa thực hiện đầy đủ vai trò làm lương tri của xã hội. Thưa quý khách và thưa quý đồng bào thân mến, lịch sử Việt Nam qua nhiều thời đại đã chứng minh được sự dấn thân của người tín hữu thuộc mọi thành phần giáo hội và mọi vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Thế nhưng trong xã hội toàn trị, sự ru ngủ lương tri của giáo hội đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến, nằm trong chính sách công cụ hóa tôn giáo của tà quyền Cộng sản. Chúng ta nghe những cụm từ rất là quen thuộc như là tôn giáo và dân tộc này, tốt đời đẹp đạo này, giáo dân tốt này, công dân tốt này, kính Chúa này, yêu nước này, và đồng hành cùng dân tộc này, vân vân. Đó, quý vị thấy cái tâm hình các giám mục Việt Nam trong cái buổi chính thức xây cất cái trung tâm hành hương của giáo phận Xuân Lộc tại núi Cúi. Và cũng nơi đây một cán bộ trung ương tới để mà ban huấn từ cho cả các giám mục về cái chủ trương của họ. Ông Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân một thời đã nói rằng các giám mục, các linh mục, các tu sĩ phải giúp giáo dân đồng hành cùng dân tộc. Nhưng thưa quý vị, đó là cái chiêu bài đồng hóa đảng với dân tộc để biến lòng yêu nước thành lòng yêu đảng, và chống lại đảng là chống lại dân tộc. Điều đáng buồn là cái liều thuốc an thần giả tạo này đang làm ru ngủ và làm vô cảm lương tri của nhiều người Việt Nam, kể cả những người tín hữu, kể cả những người lãnh đạo tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Thưa quý vị, không thể là đồng hành cùng chế độ, nhất là khi chế độ đó đang đưa dân tộc chúng ta vào chỗ diệt vong. Và tôi có nhiều người nói rằng đặc biệt là những người lãnh đạo tôn giáo như là giám mục như tôi thì không được chống cộng. Tại sao lại chống cộng? Nhưng mà nếu là Cộng sản là một cái hiện thân của sự dữ, sự ác của Satan, thì tại sao chúng ta không chống? Trong cái lời tuyên xưng đức tin, con có từ bỏ ma quỷ và mọi việc làm bất chính của chúng không? Thưa từ bỏ, phải không ạ? Thưa từ bỏ. Thì tại sao chúng ta lại không từ bỏ Đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản, ý thức hệ Cộng sản là hiện thân của Satan? Kính thưa quý khán thính giả,
Chúng tôi xin chấm dứt phóng sự phần 1 nơi đây. Xin quý vị đón coi phần 2 vào chương trình kỳ tới.